chủ tịch họ đứng lên, họ đứng lên live stream bán cực kỳ mạnh, và chúng tôi phải bán với họ là mỗi tháng là 5 tạ, và phải khuấy bằng cái thùng mấy tấn ấy. Bên chúng tôi là phải khuấy những cái thùng mời, lúc nào mà mời các chị sang thăm công ty của chúng tôi thì chúng tôi là hoàn toàn khuấy bằng những cái thùng, làm thì bằng nước tinh khiết, nhưng khuấy bằng những cái thùng 4 tấn 3 tấn 2 tấn, và ở trên gác là để những cái thùng 1 tấn, là để khuấy những cái sản phẩm ít như này. Còn toàn bộ những cái sản phẩm kia là khuấy những cái thùng 4 tấn 5 tấn vân vân, là nó rất lớn, và khuấy để đưa ra cho phải là đưa ra bằng những cái máy mà chiết xuất tự động, tức là từ cái kia đi ra ngoài này ra đến đây nó đã thành phẩm rồi, là người ta chỉ việc nhặt đưa vào cho các cái thùng như thế này thôi. Thì thế thì cái hàng xuất khẩu thì các chị phải nói là bên công ty chúng tôi là làm rất là nổi tiếng trong cái sữa rửa mặt này. Bản thân cái sữa rửa mặt đấy các chị ạ, nó không đắt đâu. Ví dụ như là chúng ta làm chỉ cần xoa một cái mỏng gọi là sữa rửa mặt, đa số các chị là một gọi là sữa